Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 16: Tâm người ô nhiễm. Hoàn cảnh sống hiện tại của chúng ta rất ác liệt, tai nạn triền miên. Việc này chưa từng có trong lịch sử bao giờ. Hiện tại cái thế giới này không chỉ địa cầu biểu hiện sự ô nhiễm nghiêm trọng, biển cả cũng ô nhiễm nghiêm trọng. Ngay đến tầng ozone cũng bị phá thủng một lỗ thật to. Cái diện tích của cái lỗ thủng đó gần bằng Úc Châu. Bạn nói thử xem, cái ô nhiễm này nghiêm trọng đến cỡ nào? Con người trên toàn thế giới đều đang kêu gọi hoàn bảo, tăng cường công tác hoàn bảo. Có được kết quả gì hay không vậy? Thành thật mà nói, không có kết quả. Tại vì sao không có kết quả vậy? Bởi vì họ không biết từ nơi căn gốc. Tại vì sao hoàn cảnh ô nhiễm? Do tâm người ô nhiễm. Làm thế nào để chân thật hoàn thiện cái hoàn cảnh này, để hoàn cảnh có thể hồi phục lại bình thường? Tâm người phải lìa khỏi ba độc phiền não, hồi phục lại bình thường, cảnh giới liền thay đổi. Đó chính là y báo tùy theo chánh báo chuyển, cảnh tùy tâm chuyển. Tâm người trong cái thế giới hiện đại này ô nhiễm nghiêm trọng. Bị cái gì ô nhiễm vậy? Tham, sân, si, ba độc. Những thứ này làm cho ô nhiễm. Vậy thì quá nghiêm trọng rồi. Đây là căn bản hoàn cảnh mới ô nhiễm. Chúng ta đem ba độc phiền não đoạn dứt xả bỏ, hồi phục được tâm thanh tịnh, tất cả sự ô nhiễm của hoàn cảnh trên thế giới này đều sẽ tự nhiên liền thay đổi tốt. Thế nhưng ngày nay chúng ta đem nói với mọi người, các nhà khoa học không tin tưởng, có nói thế nào họ cũng đều không tiếp nhận. Vậy thì bó tay hết cách, cộng nghiệp chiêu cảm, không còn cách gì cứu được. Người đi học thời xưa tin tưởng, hoàng đế đương quyền cũng đều tin tưởng. Vào thời xưa, vương công đại quan, đế vương đại thần, thậm chí thủ trưởng, huyện trưởng của các địa phương, vào lúc đó họ đều hiểu được chỉ cần có một tai hại của tự nhiên thì họ có tâm cảnh giác, điều trì trai giữ giới, đều biết đoạn ác tu thiện, ăn uống đi lại, vào lúc này thì đặc biệt tiết kiệm. Hoàng đế thì giảm thiện. Bình thường hoàng đế ăn cơm, các vị nên biết, thức ăn 100 món, nhất định phải đủ 100 món. Vậy giảm thiện là gì vậy? Giảm đi phân nửa, còn 50 món. Vì sao vậy? Vì để cầu phước, vì thiên hạ sinh linh mà cầu phước. Thế nhưng con người hiện tại đều không xem trọng cái việc này. Con người hiện tại cho rằng như thế nào? Họ cho rằng những tai nạn này không hề liên quan đến con người chúng ta. Bạn nói xem việc này có đáng lo hay không? Con người hiện tại đầy đủ ba độc tham sân si. Ba thứ này đều rất là nghiêm trọng, làm cho tâm người ô nhiễm, còn nghiêm trọng hơn so với sự ô nhiễm của hoàn cảnh chúng ta. A-di-đà-phật.
đa phần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.